Ronaldo đang là một trong những cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất thế giới. Có bộn tiền trong tay, chàng tiền thủ người Bồ Đào Nha không ngần ngại vung tiền tậu nhà lầu, xe hơi cho bản thân mà còn hào phóng với những người thân xung quanh. Khi bạn gặp khó khăn, Ronaldo không ngần ngại giúp đỡ, thậm chí CR7 còn hào phóng xe nhà lầu, mua xe hơi hạng sang cho cậu bạn thủ thiếu thời. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Nếu là một fan cứng của Ronaldo thì chắc hẳn bạn sẽ biết được anh là một người vô cùng tình nghĩa, đặc biệt là sống tử tế với những người bạn của mình. Bởi với Ronaldo, họ không chỉ là bạn mà còn là một phần cuộc sống của siêu sao người Bồ Đào Nha. Bây giờ hãy cùng điểm qua những người bạn thân nhất của siêu sao cầu thủ Cristiano Ronaldo nhé. Wayne Rooney. Quãng thời gian tại Man United có lẽ chính là những kỷ niệm không thể nào quên đối với CR7. Bởi lẽ tại đây, tên tuổi của anh đã được cả thế giới biết đến. Tuy nhiên còn tuyệt vời hơn khi ở sân Old Trafford, Ronaldo cũng chiếm cho mình được một người bạn thân thiết, đó chính là Wayne Rooney. Giống như bao cặp đôi khác, tình bạn giữa CR7 và R10 cũng từng gặp một vết rạn khi đội tuyển Anh gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2006. Đó là khoảnh khắc mà Ronaldo đã cố gắng tác động tới trọng tài để khiến ông rút thẻ đỏ với người đồng đội tại MU. Dẫu vậy, sau khi trở về Man United, cả hai đã cùng dàn hòa và tiếp tục khoác vai nhau trong những năm còn lại cho tới khi Ronaldo chuyển tới Real. Hiện Rooney và Ronaldo vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau trong cuộc sống. Nani. Nhắc đến một trong những cầu thủ đồng hương thân thiết nhất với Ronaldo, đó chắc hẳn phải là Luis Nani. Từng thi đấu với nhau trong màu áo của đội trẻ Sporting Lisbon, cả hai có cơ hội đổi đời khi chuyển sang thi đấu cho Manchester United. Tại đây, tình bạn của cả hai càng trở nên khăng khít, gắn bó hơn. Tuy nhiên, chính việc chỉ mình Ronaldo thăng hoa trong sự nghiệp đã khiến anh và Nani không còn chung lối. Dẫu sao, đến thời điểm này, Ronaldo và Nani vẫn thường xuyên giữ liên lạc, họ coi nhau như những người bạn tốt, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống ở môi trường của mình. Janis Diallo. Cũng giống như Nani, Janis Diallo từng sát cánh với Ronaldo trong màu áo của đội trẻ Sporting Lisbon trong những năm đầu thập niên 2000. Cặp đôi trở thành những người bạn thân thiết cả trong và ngoài sân cỏ, dù cho sự nghiệp của Diallo không được suôn sẻ như người đồng hương của mình. Đặc biệt, trong các ngày lễ hay các dịp đặc biệt của gia đình, Diallo luôn có mặt như một khách mời đặc biệt của Ronaldo. Ricardo Quaresma. Ít ai biết rằng thời còn thi đấu tại Sporting Lisbon, Ronaldo từng ngồi dự bị cho một ngôi sao khác của đội bóng là Ricardo Quaresma, người đàn anh lớn hơn CR7 2 tuổi. Đó là khoảng thời gian Quaresma luôn là một trong những cầu thủ mà CR7 ngưỡng mộ nhất. Ronaldo đã học hỏi được rất nhiều điều từ Quaresma cả trong màu áo Sporting Lisbon lẫn khi về làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia. Cho tới bây giờ, những kinh nghiệm đó phần nào đã giúp cho Ronaldo tạo dựng được tên tuổi trong làng túc cầu. Còn Quaresma, anh vẫn coi Ronaldo như một người đàn em thân thiết. Họ thường xuyên tụ tập, chia sẻ về cuộc sống mỗi khi được gọi về đội tuyển Bồ Đào Nha. Ricardo Kaká. Ronaldo từng tâm sự, tại Real Madrid tôi có nhiều bạn, duy chỉ riêng Kaká là tôi có thể chia sẻ hết tất cả. Quả thực, 4 mùa giải sát cánh cùng nhau tại Bernabeu, các Madridista luôn thấy hình ảnh Ronaldo và Kaká quấn quýt bên nhau, dù đó là sau những bàn thắng hay kể cả những lần Real nhận thất bại. Ngày Kaká chia tay đội bóng hoàng gia, Ronaldo đã nói rằng sẽ không bao giờ có một thiên thần thứ hai xuất hiện tại sân Bernabeu. Gareth Bale. Có khoảng thời gian nhiều tờ báo thường lấy mức giá của Ronaldo và Bale hoặc những lần Ronaldo cáu giận vì ngôi sao xứ Wales không chuyền bóng cho mình ra để nói về mối quan hệ không tốt đẹp của hai siêu sao này. Nhưng trên thực tế, Ronaldo và Bale luôn hỗ trợ nhau trong những chiến thắng của Real Madrid. Sự ăn ý của cặp đôi này đóng vai trò quan trọng giúp Real Madrid hoàn tất giấc mộng Decima lần thứ 10 giành cúp C1. Marcelo Vieira. Tình bạn tốt của họ bắt đầu từ năm 2009 khi Ronaldo chuyển tới Bernabeu từ Man United. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ, bộ đôi này luôn có những chia sẻ cùng nhau.
Mỗi khi Ronaldo ghi bàn, bạn có thể thấy họ luôn có cách chia vui khá đặc biệt. Một trong những lý do khiến họ thân thiết hơn có thể bởi cả hai cùng nói tiếng Bồ Đào Nha. Pepe. Pepe khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2007 khi Ronaldo đã có 4 năm kinh nghiệm. Ngược lại, trung vệ có vẻ ngoài dữ dằn này lại đến Real Madrid trước Ronaldo 2 năm. Gần 10 năm quen nhau là đủ để gắn kết mối quan hệ giữa Pepe và Ronaldo. Trong những cuộc mâu thuẫn ở Bernabeu có liên quan tới Ronaldo, Pepe luôn là người đứng chung chiến tuyến với người đồng đội. Hình ảnh Pepe tham dự lễ khai trương bảo tàng Cristiano Ronaldo năm 2013 là minh chứng cho tình bạn của hai ngôi sao này. Cristiano Ronaldo Jr. Ronaldo lên chức bố năm 2010 và cậu con trai Cristiano Jr. tên thân mật là Cristianinho cho đến giờ vẫn chưa một lần biết tên và gặp mặt mẹ mình, một người phụ nữ Mỹ đã thuê cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo được biết đến là ngôi sao rất yêu trẻ nhỏ và không có gì phải bàn cãi khi nói rằng chính cậu con trai Cristiano Jr. là người bạn thân nhất của siêu sao Real Madrid. Họ gặp nhau thường xuyên và những video hay hình ảnh Ronaldo ăn uống tập thể thao, những khoảnh khắc ấm áp của hai cha con bên bãi biển được chia sẻ trên trang cá nhân của CR7 cho thấy Cristiano Jr. là người bạn tuyệt vời của cha. Albert Fontrou. Có một điều đặc biệt, dù đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn không quên đi quá khứ khó khăn cùng những người bạn cũ như Albert Fontrou. Với CR7, Fontrou được coi như là một ân nhân qua lời kể của chính chân sút sinh năm 1985. Chính người bạn này của anh đã gián tiếp giúp Ronaldo có tên trong danh sách được lựa chọn của câu lạc bộ Sporting Lisbon, qua đó tạo bước đà quan trọng cho tương lai sau này. Và khi bạn gặp khó khăn, CR7 đã quyết định mua tặng nhà cũng như phương tiện đi lại để bạn ổn định cuộc sống và tìm kế sinh nhai. Và đến bây giờ, cả hai vẫn là bạn tốt của nhau. Vừa rồi là những người bạn thân của siêu sao CR7. Nếu thấy video hay, nhớ ủng hộ bằng cách nhấn subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.